CCBD to lất 77 kỹ 2 tuổi sẽ review, bởi vì sáng nay anh ấy đăng lên YouTube. Xem xong cái nhớ game trong ra bờ lắc tên là Unit năm 1986. Nó nói về chiến tranh ở Việt Nam. Chơi thì vui thiệt tới lúc gặp lính Mỹ cầm súng độc thì toang. Lúc đấy cả lũ đâm đầu mà chạy. Tôi thành độ Mixi, còn lại là ông nội. Ông đội thằng cu thỏ ấy mà. Nhớ meme của anh độ Mixi không? Sợ quá sợ quá. Thôi video đến đây. Nếu thấy video hay yểm mà khoang, tôi sẽ xóa video sự kiện. Bởi vì tôi hết kiên nhẫn rồi. Ba anh em,